Tiếp tục đến với nội dung phim Thế giới hoàn mỹ. Trong tập trước, Thạch Hạo đã bị chìm vào trong thần thánh tương dịch của lão gia Tần Trạm. Điều này làm lão ta vô cùng vui mừng. Tần Minh và Tần Hạo lo lắng, không biết bây giờ lão ta còn nhận ra mình hay không. Phải tùy cơ hành sự thôi, nếu có vấn đề thì chạy lẹ. Chỉ có điều khoảng cách gần như vậy, muốn chạy được là điều vô cùng khó. Lúc này luồng sức mạnh quần quận liên tục truyền vào người Tần Trạm khiến lão vô cùng sảng khoái. Tuy nhiên, Thạch Hạo đã bị thần dịch nuốt chửng, nhưng vẫn còn sống rất tốt. Nếu lão đã muốn, vậy thì cậu sẽ cho hết. Cậu lấy ra tất cả bảo thuật của mình để cho Tần Trạm hấp thu. Luồng năng lượng quá lớn, thân thể lão ta bắt đầu có dấu hiệu không chịu được. Thạch Hạo tiếp tục lấy ra cành liễu rồi thi triển thành nhân kiếm ý, chém vỡ không gian rồi thoát ra ngoài. Hành động này khiến lão gia Tần Trạm bị tổn thương nặng. Tần Minh cũng không ngờ được rằng Thạch Hạo lại mạnh như vậy. Rất nhanh chóng, Thạch Hạo cũng thoát ra ngoài. Tần Trạm cố gắng khắc phục thương thế vậy nhưng đã muộn rồi. Lão tức giận trách mắng cậu dám phá đi nhiều công sức nhiều năm khổ tu của lão. Thạch Hạo cứng rắn đáp trả, bản thân cậu đã nói rồi, lão không thể thành công được, cũng không trộm được bảo thuật. Mây tầng nào thì gió tầng ấy. Tần Trạm phẫn nộ, hôm nay phải giết chết tiểu tử này. Lão lập tức tung chiêu đánh ra Hoa Mô Đình thôn phệ Thạch Hạo. Hai người Tần Minh và Tần Hạo nhanh chóng chuồn đi chỗ khác là thượng sách. Nếu chẳng may bị dính chiêu thì rất có thể sẽ thân tử đạo tiêu. Tần Minh nhận ra lão già kia điền thật rồi, còn Thạch Hạo thì tỉnh táo trầm ổn, trận này thắng thua đã phân. Tần Hạo vô cùng thắc mắc, rốt cuộc người ca ca này còn ẩn giấu bao nhiêu tiềm lực, hắn phải làm sao mới có thể vượt qua được cậu đây. Thạch Hạo đứng yên một chỗ mỉa mày, chiêu thức giống nhau sao có thể để cho lão thành công lần này. Bản thân cậu hoàn toàn không bị chút chảy sốt gì cả, cậu cảm thấy bằng thực lực này của lão, trước đây đánh bại tổ phụ của mình tất nhiên cũng là vô cùng vất vả. Lời khinh thường này làm lão ta càng thêm giận dữ, nên tiếp tục gia tăng thực lực. Nhân quả mà lão gieo xuống người của Thạch Trung Thiên, hôm nay cậu sẽ chấm dứt. Nói rồi, Thạch Hạo liền đấm xuống mặt đất một cú đấm cực mạnh, chấn áp hoàn toàn luồng khí màu xanh của Tần Trạm. Mặt đất nứt vỡ, mọi thứ rung động kịch liệt. Điều này làm cho Tần Hạo càng thêm phần tự ti. Thạch Hạo càng tỏ ra kinh diễm bao nhiêu thì hắn càng cảm thấy mình nhỏ bé bấy nhiêu. Hắn tự hỏi, rốt cuộc mình còn cơ hội để vượt qua Thạch Hạo nữa hay không? Thân thể Tần Trạm bị đánh bay ra xa nằm ngã ngửa, sau đó chết không kịp chăn chối. Đạo pháp bí quyền mà lão ta học được nhanh chóng bay về phía Thạch Hạo. Đây là bí truyền của Thiên Tôn để lại Bất Lão Sơn, tuyệt đối không thể để cho người đoạt đi. Cho nên, Tần Minh lập tức yêu cầu Tần Hạo xông lên ngăn cản. Sau một thoáng chần chừ, Tần Hạo cũng lao lên động thủ, vậy nhưng mới bay đến thì đã bị một tầng hào quang ngăn cản. Trùng kích không thể nào xuyên qua nó, sức mạnh quá lớn, không thể nào vượt qua. Thạch Hạo nhanh chóng hấp thu, bây giờ ngăn cản cũng không còn kịp nữa. Thạch Hạo cho biết, muốn mạnh lên thì phải học điểm mạnh của người ta. Cậu khuyên người đệ đệ này trước tiên hãy nhìn kỹ. Niết bàn pháp này, ngoài trừ bảo thuật niết bàn trùng sinh được ghi lại, thì có lẽ cũng có lợi ích rất lớn cho việc tu hành. Cậu quay lại gần thi thể của Tần Trạm, rồi lấy ra thế giới bảo hạp hút lấy thi thể lão vào bên trong. Sau đó đi qua Tần Hạo, đồng thời không quên thông báo, cậu không muốn đối địch với hắn, vậy nhưng cũng sẽ không dừng bước, chỉ mong hắn có thể ngộ ra chút gì đó. Tần Hạo vẫn kiên quyết yêu cầu Thạch Hạo đứng lại, đoạt đạo pháp của Bất Lão Sơn sao có thể rời đi. Thạch Hạo nghe vậy liền đứng lại thách thức, thế thì sao nào, hắn có thể làm gì được. Tần Hạo muốn phân cao thấp lần nữa, Thạch Hạo liền thẳng thắn, thiên phú của người đệ đệ này quả thật không kém, nội tình cũng đủ vững chắc. Vậy nhưng dù sao tuổi còn quá nhỏ, chắc hắn cũng biết rằng mẫu thân phụ thân giam cầm ở đâu, có thể nói không. Tần Hạo còn chưa kịp trả lời thì đã bị một nguồn lực cắt ngang, hung thủ làm chuyện này chính là lão tổ của Bất Lão Sơn. Thạch Hạo lên tiếng thách thức, nếu muốn ngăn cản cậu gặp cha mẹ, vậy thì hiện thân đánh một trận đi. Lão ta nghe lời thách thức này vẫn điềm tĩnh, sao có thể động đao binh ở đây, còn có thể thống gì. Lão mở ra một cây cầu thông đạo, đồng thời còn cho biết sẽ cho cậu đi gặp mẫu thân, phụ thần. Thạch Hạo nghe vậy liền tiến lên, thích thì cứ đi chứ sợ quái gì. Tần Minh cho biết, con đường này là đại đạo kim quang do thần linh pháp lực ngừng kết, ẩn chứa đại đạo trần nghĩa. Chỉ bước đi trên đó cũng có thể giúp người ta ngộ đạo. Bước qua màn ánh sáng, Thạch Hạo được đưa tới một nơi khác. Trước mặt có một gốc cây, bên cạnh nó là một lão già. Cậu nhanh chóng sử dụng trung đồng dò xét và lập tức ngạc nhiên. Trong người lão già này có thần hỏa, điều này cũng có nghĩa rằng thực lực lão ta đã vượt qua tôn giả cảnh, bước chân vào hàng ngũ thần hỏa cảnh. Lão lên tiếng khen ngợi Thạch Hạo, căn cốt bất phàm, xưa nay hiếm thấy. Lão trực tiếp hỏi xem Thạch Hạo có bằng lòng ở lại Bất Lão Sơn hay không. Chẳng cần suy nghĩ gì, Thạch Hạo cũng trực tiếp từ chối. Mục đích đến đây là để gặp mẫu thân phụ thần nên xin hỏi hai người họ đang ở nơi nào. Lão ta vắt tay đưa Thạch Hạo đến nơi khác, trước mặt là một cánh cổng, dường như hai người họ đang ở phía sau. Tiến lại gần mở cửa, Thạch Hạo liền xuất hiện ở biệt viện của hai người. Vậy nhưng có điều khác lạ là bọn họ lại không cảm giác được sự xuất hiện của Thạch Hạo gần ngay trước mặt, vậy nhưng cách xa chân trời. Thạch Hạo xúc động, vội vã tiến lại gần phụ thần.
Đúng lúc đó, lão già kia liền cho biết thời gian đã hết. Thạch Hạo lập tức bị kéo trở lại trước cánh cổng. Thạch Hạo tức giận, cánh tay bộc phát lực lượng rồi liên tục tung nắm đấm về phía cánh cổng. Mỗi một đấm tung ra đều có uy lực vô cùng khủng khiếp. Điều này làm cho lão già kia cũng bất ngờ. Không ngờ tín niệm của tiểu tử này lại mãnh liệt bàn bạc đến như vậy. Chứng kiến cánh cửa bị đánh cho nứt vỡ, lão buộc phải đưa cậu đến nơi khác. Nhờ có sự quấy nhiễu pháp trận, Thạch Tử Lang đột nhiên cảm nhận được sự hiện diện của Thạch Hạo. Hắn cảm giác rằng nhi tử của mình đã tới Bất Lão Sơn. Lúc này đến Bất Lão Sơn sẽ bị ngăn cản. Hắn biết mấy lão già ở đây sẽ không dễ dàng để Thạch Hạo đến gặp vợ chồng mình. Không thể tiếp tục ở đây nữa, hắn muốn trước tiên nghĩ cách rời khỏi nơi này đã. Bị cắt ngang như vậy, Thạch Hạo vô cùng tức giận. Lão già kia cho biết cậu liên tục làm tổn thương đệ tử và tôn giả của Bất Lão Sơn, bước qua ranh giới cuối cùng. Vậy nhưng mà cậu tốn công sức vạn dặm đến đây để tìm người thân cũng có thể thông cảm được. Nếu cậu có thể hoàn toàn hối cải, thành tâm bái nhập Bất Lão Sơn, chẳng những có thể một nhà đoàn tụ mà lão còn sẽ ban thưởng cơ duyên lớn hơn. Thạch Hạo thẳng thắn, kết quả vẫn chỉ là uy hiếp dụ dỗ mà thôi. Đám này đã giam lòng phụ mẫu, bây giờ còn muốn giam lòng mình. 5 lần 7 lượt thốt lời nhân nghĩa đạo đức, vậy nhưng tất cả đều là trò cười. Lão ta tiếp tục uy hiếp, bây giờ cậu vẫn còn lựa chọn khác hay sao? Lão trực tiếp tung chiều, đem Thạch Hạo nhốt vào một vùng không gian đặc biệt. Thạch Hạo nhận ra trước đây Bất Lão Sơn chuyển pháp chi mới đến đây, mục đích chính là vì giam cầm mình. Lão ta cũng không phủ nhận, pháp chi là người khác viết, nếu là lão thì đâu cần phí thời gian đến như vậy, chỉ cần trực tiếp động thủ là được rồi. Nơi này là chỗ niết bàn chúng sinh, Thạch Hạo chung quy là lớn lên ở bên ngoài, chưa đồng tâm với tần tộc của lão. Tiếp tục bỏ mặc như vậy rất nguy hiểm, nếu cậu yên phận thì lão chẳng những không giết mà còn ban thưởng cơ duyên. Thạch Hạo tức giận cảnh cáo, đừng có mà chọc giận đến mình, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lão ta nghe vậy liền quyết định đồ hóa, tiến cậu ta về đất mẹ. Và tập phim đến đây là hết rồi. Và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, Thạch Hạo sẽ ứng phó như thế nào? Mời các bạn đón xem tập sau nhé. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.